Lạy Chúa, chúng con vui mừng cảm ơn Chúa vì một tuần lễ đã trôi qua. Ngài ở cùng, gìn giữ, bảo vệ chúng con, chăm sóc chúng con, dìu dắt chúng con. Và Ngài xem chúng con như con ngươi của mắt Ngài. Và cảm ơn Chúa vì sự chăm sóc của Chúa thật lớn lao trên cuộc đời của mỗi chúng con. Và mỗi ngày chúng con sống động, chúng con biết đó là ơn lớn mà Chúa đã ban cho. Và xin Chúa cho chúng con dùng cuộc đời của chúng con để làm sáng danh Chúa, để hầu việc Ngài, để ca ngợi cảm tạ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và lạy Chúa, giờ này chúng con cùng nhau học lời của Chúa. Xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, là giáo sư, Ngài dạy chúng con. Ngài cho chúng con hiểu lời của Chúa một cách rõ ràng, một cách tường tận. Để rồi qua sự hiểu biết đó, đời sống chúng con được lớn lên. Và qua sự hiểu biết đó, chúng con cũng sẽ thuật lại, chúng con cũng sẽ dạy lại cho những người khác nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Và giờ này, chúng con kính dâng mỗi chúng con trong sự hướng dẫn, sự tể trị của Chúa. Chúa cho chúng con tập trung trong khi học lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng mở bài học trang số 109. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ câu số 28. Và chúng ta cũng mở Kinh Thánh trước mặt để rồi chúng ta có thể theo dõi lời của Chúa. Chúng ta đang học về phương pháp lượng giá. Và trong hai tuần qua thì chúng ta đã thấy rõ phương pháp lượng giá quan trọng như thế nào cho cuộc đời theo Chúa của mỗi chúng ta. Và hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc bài học này. Và đồng thời chúng ta cũng bước sang bài học mới nữa. Câu 28, trang 109. Rất nhiều trường hợp ngày nay không tán thành việc thi cử. Có em rời trường vẫn chưa có kỹ năng cơ bản đọc và viết. Nhiều em trốn học vì cảm thấy nhàm chán. Có lẽ chúng ta ngạc nhiên và tự hỏi rằng trường học nào mà lại không có thi cử. You are muted. You can mute or unmute yourself by pressing star 6. Nhưng đây là sự thật. Có những trường hoàn toàn không có thi cử. Vì sao vậy? Vì họ sợ rằng các cháu sẽ làm bài không được và rồi cảm thấy chán và không theo học nữa. Và hậu quả là có những cháu ra trường nhưng mà lại không biết đọc, không biết viết, không biết làm toán. Và điều đó thật sự xảy ra trên nước Mỹ này. Có những cháu mà dùng máy tính, cho nên khi không có máy tính thì không biết tính toán như thế nào cả. Mặc dù đã học khá cao rồi, và chúng ta thấy là điều đó có. Và ở đây câu hỏi đặt ra như thế này, có thể lượng giá việc học của học sinh mà không cần bài thi không? Hay là các bài thi cung cấp cho các em thang giá trị tốt để qua đó thấy được sự tiến bộ của các em? Và rõ ràng, để có thể lượng giá học sinh, nó học, nó hiểu như thế nào, thì cần phải có bài thi. Và bài thi là một thang giá trị để qua đó thấy được các em đã học như thế nào, đã hiểu bài ra sao và đã có sự tiến bộ như thế nào. Và nếu phần nào các em chưa nắm vững thì thầy cô dựa vào đó để có thể dạy thêm cho các em. Cho nên trong trường hợp này thì bài thi là một thang giá trị để đo lường sự học tập của các em. Lý do giáo viên không thích bài thi, bài học cũng cho chúng ta biết vì sợ bài thi có thể làm nản lòng các em học kém.
khi nó học kém rồi mà cho nó bài thi, nó làm bài không được, thì đó làm sao? Nó cảm thấy rất là nản và không còn muốn học nữa. Và vợ tôi có dịp nói chuyện với một giáo viên dạy trường ở tại Mỹ. Và cô cho biết rằng, dĩ nhiên là những cái trường mà tốt thì không nói, nhưng có những trường không có tốt. Rồi những học sinh thì chỉ đến để học cho nó qua, để có cái bằng cấp thôi. Rồi những học sinh đôi lúc là nghiện xì ke rồi vào trong lớp. Ồ, thì cô nói rằng khổ lắm. Vì thật sự nó học đó, nhưng mà nó cũng chẳng hiểu gì bao nhiêu kìa. Có những đứa đúng như bài học nói, tốt nghiệp trung học, nhưng mà chẳng biết gì hết. Và chính giáo viên dạy ở tại Mỹ cũng xác nhận điều đó. Rồi họ nghĩ rằng làm bài thi mà những đứa học kém như vậy thì nó lại nản, và rồi thì nó không học được. Nhưng mà thật sự những đứa học kém rồi mà có cho bài thi hay là thế nào đi nữa thì nếu nó không cố gắng thì nó vẫn học kém. Tuy nhiên chúng ta đã học mục đích thật của lượng giá là gì? Các bài thi, bài kiểm khi dùng đúng cách có thể giúp học tốt hơn không? Và quý vị thấy bài kiểm trong khóa học có giúp ích không? Thì rõ ràng là có. Cho nên đúng ra những đứa học kém khi thấy làm bài không được 1-2 điểm thì nó phải làm gì? Nó phải cố gắng để nó trau dồi. Nhưng mà thật ra những đứa đó thì nó buông trôi mọi sự, nó không có care. Và chính những giáo viên ở tại Mỹ cũng nói rằng phải cho tụi nó lên lớp, không lên không được. Ồ, tôi thấy thật là buồn cười. Nhưng mà ở Việt Nam thì thẳng tay lắm. Việt Nam mà học làm bài không được điểm 1, điểm 2 là cho lại lớp. Ở lại 1 năm không được, ở lại 2 năm. Ở lại 2 năm vẫn học không được, ở lại luôn, là đuổi ra khỏi trường. Nhưng mà ở Mỹ thì không được. Ở Mỹ thì họ phải cố gắng nâng đỡ. Cho nên chúng ta đừng ngạc nhiên có những người tốt nghiệp trung học mà không biết tính toán. Chỉ bấm máy tính thôi, không có máy tính không làm được. Và ở đây thì rõ ràng bài thi là quan trọng để có thể đánh giá các cháu học như thế nào. Và đối với tôi, bài thi phải làm như cách của Việt Nam. Em nào làm biếng không học thì phải cho ở lại lớp. Rồi những em nào học tiến bộ thì sẽ được vào cái lớp đặc biệt để chúng nó học nhanh hơn nữa, tiến bộ hơn nữa. Và ngày nay chúng ta nghe thuật ngữ đạo đức luận theo hoàn cảnh. Đây là thuật ngữ xuất hiện trong thời đại hiện đại. Đạo đức theo hoàn cảnh có nghĩa là gì? Không hề có điều đúng hay là điều sai tuyệt đối. Mỗi người phải làm điều chính mình nghĩ là đúng tại lúc đó hay là tại thời điểm đó. Đạo đức theo hoàn cảnh, tôi muốn giải thích thêm cho quý ông bà anh chị em thành ngữ này, cái câu này. Họ nói rằng không có điều đúng hay điều sai tuyệt đối, nhưng mà mỗi người phải quyết định điều nào là đúng tại thời điểm đó. Và khi nghe câu này thì tôi muốn hỏi quý bà anh chị em rằng điều này có đúng với lời dạy của Chúa không? Có lẽ câu này hơi khó hiểu, nhưng mà tôi sẽ cho quý bà anh chị em một ví dụ. Đạo đức theo hoàn cảnh là thế này. Qua cái ví dụ này thì quý bà anh chị em sẽ hiểu. Ai cũng biết rằng giết người là phạm tội. Giết người là phạm pháp. Giết người phải bị ở tù. Ai cũng biết như vậy cả. Và dĩ nhiên là trong thời bình hay là đang lúc yên ổn như vậy mà lại giết người thì không được. Nhưng trường hợp như sau xảy ra. Họ đặt trường hợp rằng có khoảng chừng 50-60 người đang ở dưới hầm trú ẩn. Và họ đang trốn tránh kẻ thù. Và kẻ thù đang lùng sục họ ở phía trên.
Và khi những người mà họ đang trốn ở dưới hầm đó, thì có những đứa trẻ. Và một trong những đứa trẻ đó thì nó bật lên, nó khóc. Và cái câu hỏi rằng có được phép giết đứa trẻ trong thời điểm đó không? Và họ nói rằng được phép. Được phép bóp mũi cho nó chết. Lý do vì sao? Vì nếu không bóp mũi cho nó chết thì kẻ thù sẽ phát hiện và sẽ giết sạch hết 40-50 người ở dưới hầm. Và người theo đạo đức tùy hoàn cảnh thì họ nói rằng đó là điều cần thiết cần phải làm. Vì nếu không giết đứa bé này thì đương nhiên là kẻ thù phát hiện và rồi giết sạch hết mọi người. Giết sạch hết chúng ta thì sao? Giết sạch tôi, giết sạch gia đình của tôi, rồi giết sạch những người khác nữa thì sao? Cho nên nếu trong hoàn cảnh đó thì phải bóp mũi cho nó chết, bởi vì nó khóc. Và đó là đạo đức hoàn cảnh. Đạo đức tùy theo hoàn cảnh có nghĩa rằng đang lúc thời bình yên ổn thì dĩ nhiên không được phép giết đứa bé đó. Đó là phạm pháp, đó là phạm tội. Là người giết như vậy phải chịu án tử hình hay là tù chung thân, đúng. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh bắt buộc mà phải giết thì trong trường hợp đó là vô tội và thậm chí lại là một điều tốt đẹp nữa. Cho nên trong thời hiện đại thì họ nói đến một cái đạo đức gọi là đạo đức tùy theo hoàn cảnh và được định nghĩa rằng không hề có điều gì là đúng tuyệt đối, cũng không hề có điều gì là sai tuyệt đối cả. Không có điều gì là tuyệt đối giống như Kinh Thánh nói. Kinh Thánh nói là đúng tuyệt đối, sai tuyệt đối thì không có, không thể được. Và mỗi người phải làm điều chính mình nghĩ là đúng tại thời điểm đó. Trong cái thời điểm đó thì việc bóp mũi cho đứa trẻ chết là đúng, thì cứ làm. Và chúng ta thấy rằng khi con người có những cái suy nghĩ như vậy thì bắt đầu xã hội đi xa dần với lời của Chúa. Và rồi thì xã hội trở nên băng hoại. Bởi vì đúng hay sai là tùy nơi hoàn cảnh thôi. Và cũng tương tự, có những người nói rằng đạo đức văn hóa. Đạo đức văn hóa là thế nào? Ví dụ như chúng ta nhớ là ông bà của chúng ta trong thời phong kiến thì rất là bảo thủ, phải không? Khi mà một người lập gia đình thì họ muốn điều gì? Họ muốn rằng người đó phải chung thủy với người chồng hay người vợ, và đặc biệt là người phụ nữ đối với người đàn ông ấy, là phải chung thủy và không được ăn ở với nhau trước hôn nhân. Và chúng ta biết rõ có những người là cha mẹ sắp đặt và thậm chí là cô dâu chú rể cũng không biết mặt nhau nữa. Và như bà ngoại của tôi nói rằng, bà ngoại lấy ông ngoại đó là thật sự là biết sau khi đám cưới thì biết mặt, chứ còn trước đó thì không biết mặt, chỉ hai bên đến và dạm ngõ với nhau thôi, người lớn đến nói chuyện nha. Và đó là đạo đức về văn hóa của Việt Nam là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sống tại đất nước Hoa Kỳ này thì họ thấy rằng cần phải sống thử. Là vì sao? Phải sống thử. Bởi vì họ nói rằng đó, nếu mà không sống thử thì làm sao biết có sống được không? Rồi có sống hợp với nhau về tính tình, về tính dục, về việc chi tiêu, về tài chính, nhiều vấn đề lắm. Cho nên nếu không sống thử thì sao? Rồi hôm nay sống với nhau vài ba tháng là ly dị. Rồi lại quen với người khác, rồi đám cưới, rồi nó ly dị. Ồ, rườm rà, phức tạp. Cho nên tốt nhất là nên sống thử. Để xem được thì sao? Thì tiếp tục sống. Thì có thể đi đến hôn nhân. Còn nếu không được thì sao? Chia tay. Chia tay không sao cả, đâu phải ly dị. Chia tay để tìm người khác. Và đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng văn hóa sống thử của người Mỹ nó tràn lan hết. Và người Việt của chúng ta, giới trẻ thì cũng bắt chước ý như vậy. Và rồi thì chúng ta thấy rằng hôn nhân không còn bền vững nữa. Và ly dị là một việc rất là dễ dàng.
À, và ở đây họ nói rằng đạo đức thì gì? Tùy theo văn hóa. Văn hóa của Việt Nam thời xưa đó thì phải như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ này thì không, cái đó là xưa rồi, lỗi thời, không giống ai cả. Lạc hậu. Văn hóa bây giờ là phải sống với nhau, phải sống thử. À, cho nên tôi muốn nói với quý bạn chị em một điều rằng văn hóa ở Việt Nam từng thời kỳ có khác nhau, văn hóa ở tại Mỹ có khác nhau, hay là đạo đức tùy theo hoàn cảnh thì họ quyết định tùy theo tình huống. Nhưng mà tôi muốn nói một điều rằng lời Chúa không bao giờ thay đổi. Và nếu chúng ta cứ dựa theo hoàn cảnh hay là cứ dựa theo văn hóa thì chắc chắn rằng không cần đến Kinh Thánh để làm gì cả. Thay vì chúng ta cho rằng cái văn hóa nó đúng thì không cần đến Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta biết rằng con người sẽ thay đổi, văn hóa sẽ thay đổi, hoàn cảnh sẽ thay đổi, đạo đức sẽ thay đổi, mọi sự sẽ thay đổi. Nhưng lời Chúa không bao giờ thay đổi. Vì vậy, chúng ta chỉ có một thang giá trị để có thể quyết định đâu là điều đúng, đâu là điều sai. Đó là phải dựa trên gì? Trên lời của Chúa, chứ không phải dựa trên hoàn cảnh, không phải dựa trên văn hóa. Tuy nhiên, nếu một nhân vật của công chúng phạm lỗi đạo đức, công chúng cấp tốc lên án. Điều này cho thấy dân chúng thực sự không hề có thang giá trị vững chắc, hay đây là trường hợp thang giá trị kép. Tôi chỉ muốn giải thích để quý bạn chị em hiểu. Lý do là vì đọc sách, mà nhất là cuốn 5, đọc thoáng qua thường cũng khó hiểu, cũng không nắm được là bài học đang nói gì. Tức là có những người thì đời sống đạo đức của họ nó rất là luân tuột. Nhưng mà dĩ nhiên là không ai lên án họ, bởi vì họ chỉ là một người dân bình thường. Nhưng mà khi một người lãnh đạo, có thể là lãnh đạo về thuộc thể hay lãnh đạo về thuộc linh mà phạm tội thì họ lên án ngay lập tức. Nhưng mà chính họ phạm thì họ lại không lên án. Trên bài học nói rằng đó là gì? Đó là vì họ không có một thang giá trị vững chắc. Thì vì nếu có một thang giá trị vững chắc thì khi họ phạm hay là người khác phạm thì cũng phải giống như nhau. Hay là thang giá trị kép. Thang giá trị kép có nghĩa rằng đối với người khác phạm tội thì tôi áp dụng cái thang giá trị này là phải lên án họ theo những cái tiêu chuẩn này. Nhưng mà khi mà tôi phạm tội thì tôi áp dụng một cái thang giá trị khác, đó là không sao cả. Ý bài học nói là như vậy, để chúng ta có thể hiểu thêm. Chúng ta tiếp tục. Thể thao rất được yêu chuộng và lôi cuốn rất nhiều người. Đám đông này lượng giá trận đấu. Trận hay thì reo hò, hoan hô. Trận dở thì la ó chê bai. Họ đánh giá hay là dở dựa vào đâu? Chúng ta nghĩ dựa vào đâu mà họ đánh giá một trận đá banh hay là một trận đá banh dở? Rõ ràng là phải dựa vào những quy luật của thể thao. Trong cái môn đó, nó phải có những cái quy luật. Rõ ràng nó phải có những cái thang giá trị để dựa vào đó thì mới đánh giá được là trận đá banh đó hay là dở. Rồi chúng ta đi tiếp. Chúng ta đọc về sự thờ phượng kết hợp nhiều loại tà đạo. Chúng ta thêm chữ tà đạo vào đó. Chúng ta đọc về sự thờ phượng kết hợp nhiều loại tà đạo và sự phát triển của tà thuật, các tôn giáo cổ của Đông Phương, và cũng đọc thấy tỷ lệ phạm tội hay là tội phạm gia tăng. Chúng ta biết nước Mỹ là một trong những nước có thể nói rằng đạo thờ quỷ Satan là phát triển nhanh nhất và mạnh nhất là ở tại Mỹ. Và chúng ta thấy có rất nhiều tà đạo, và nguy hiểm hơn hết đó là đạo gì? Đó là tôn giáo thờ quỷ Satan. Và trong bài học đặt câu hỏi rằng làm sao có thể kiểm nghiệm được những điều này là tốt hay xấu? Khi có rất nhiều sự thờ phượng khác nhau như vậy, khi có rất nhiều tôn giáo như vậy và ai cũng nói mình tốt cả, ai cũng nói tôn giáo của tôi tốt cả, ai cũng nói là đấng tôi thờ phượng là tốt cả, đấng tôi thờ phượng là vĩ đại cả, thì làm sao biết được ai đúng ai sai? Và chúng ta cần phải dùng thang giá trị nè. Đó là Kinh Thánh, là lời của Chúa. Rồi, kế tiếp,
một số ngành kỹ nghệ thành công trong khi chúng ta bỏ chữ chỗ, lấy chúng ta thay bằng chữ khi. Một số ngành kỹ nghệ thành công trong khi các ngành khác thất bại vì họ có chuyên gia dạy các kỹ năng để tạo động cơ thúc đẩy nhân sự, khích lệ họ tận tụy hơn với công việc, phát huy thêm sáng kiến trong công việc. Ồ, có những kỹ nghệ, những công ty thì phát triển hơn những công ty khác. Đó là điều mà chúng ta đã nhìn thấy. Vì sao vậy? Vì họ có những chuyên gia để giúp đỡ họ. Và câu hỏi rằng họ dùng phương pháp nào cho công tác này? Và họ học các giá trị này từ đâu? Đó là từ các chuyên gia. Cho nên chúng ta đã học trong bài học, có những điều mà chúng ta phải dùng đến Kinh Thánh về đời sống của chúng ta, về những giá trị về thuộc linh, chúng ta phải dùng đến Kinh Thánh. Nhưng mà còn những việc khác như là việc học làm toán, học địa lý, học vật lý, học sinh học thì phải có gì? Phải có những sách giáo khoa hay là những chuyên gia dạy cho chúng ta. Và câu cuối cùng, nếu phải lượng giá người nộp đơn xin dạy tại trường học cơ đốc, quý vị sẽ đặc biệt tìm các phẩm chất nào sau đây? Có nghĩa là rằng khi chúng ta tìm một người mục sư quản nhiệm hội thánh, hay khi chúng ta tìm một người dạy trường Chúa Nhật, hay khi chúng ta tìm một người dạy trong trường cơ đốc, thì câu hỏi đâu là thang giá trị? Dĩ nhiên mỗi chúng ta đều phải có một thang giá trị, hay là hội thánh phải có một thang giá trị để tìm người đó. Bây giờ chúng ta cùng đọc để thấy đâu là những cái tiêu chuẩn hay là những thang giá trị. Có tri thức tốt về Kinh Thánh và giáo lý cơ đốc, đúng như vậy. Nếu mời một người đến dạy hay là làm một sư quản nhiệm chẳng hạn, thì rõ ràng cần phải có một kiến thức tốt về Kinh Thánh và những giáo lý của cơ đốc. Và điểm thứ hai rất quan trọng, đó là một nếp sống thể hiện hành vi cơ đốc. Nếu chỉ có một kiến thức rất uyên thâm, rất sâu sắc về lời của Chúa, nhưng mà lời nói và hành động trái ngược nhau, thì rõ ràng không thể mời người đó được. Không thể được. Cho nên bắt buộc là đời sống của người đó phải thể hiện một nếp sống cơ đốc đúng với những gì mà người đó giảng dạy. Và điểm thứ ba là những kỹ năng của một giáo viên. Chúng ta biết rằng có những người yêu mến Chúa lắm, nhưng mà lại không có khả năng truyền đạt. Chúng ta cũng đừng ngạc nhiên vì sao vậy? Vì Chúa ban cho mỗi người ta lân khác nhau. Và nếu một người không có kỹ năng truyền đạt thì điều gì xảy ra? Là khi đứng ra nói chuyện hay là dạy cho các cháu thì thường là các cháu không có hiểu bài được. Và tôi nhớ là khi tôi đi học đó, thì rõ ràng có những giáo viên cùng một cái bài toán đó, nhưng mà họ nói lòng vòng thấy chóng mặt quá, khó hiểu lắm. Nhưng mà có những giáo viên họ có cái năng khiếu đặc biệt, tôi phải công nhận đó. Họ chỉ cần nói thoáng nhẹ nhàng thôi là hiểu được, hiểu liền. Và tôi có một ông thầy sinh vật, môn sinh vật là tôi ghét cái môn đó lắm, mà tôi học không có giỏi. Nhưng mà khi mà ông dạy đó, thì gần như là ông dạy xong thì cả lớp thuộc bài luôn. Mà trong khi người khác dạy là thôi, nó lung tung, mình không có nắm được. Cho nên rõ ràng cái kỹ năng truyền đạt đó là một ơn mà Chúa ban cho. Và điểm cuối cùng đó là kiến thức về đề tài sẽ giảng dạy. Cho nên nếu một giáo viên cơ đốc dạy về phương pháp học Kinh Thánh hay là về một đề tài nào đó, thì họ am hiểu đề tài đó. Đó là những tiêu chuẩn hay là những thang giá trị mà chúng ta sẽ sử dụng. Rồi, bây giờ chúng ta đã xong. Và chúng ta thấy thang giá trị rất cần thiết cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Từ trong đời sống hàng ngày, cho đến đời sống tâm linh, cho đến trong hội thánh, mọi sự chúng ta đều phải có những thang giá trị. Và đặc biệt sống trong một xã hội mà chúng ta thấy càng ngày càng bắt ngoài, càng ngày càng xa cách lời của Chúa, và có thể nói là trái ngược với lời của Chúa, thì chúng ta cần cái thang giá trị quan trọng nhất, đó là Kinh Thánh. Và nếu không nắm vững Kinh Thánh thì chúng ta dễ lắm bị xã hội này làm cho chúng ta băng hoại.
làm cho chúng ta sẽ thay đổi quan điểm của mình. Và bây giờ thì chúng ta bước sang bài kế tiếp, đó là tình cảm tận hiến. Chúa khóc về thành Jerusalem. Trong bài 3 thì chúng ta đã học điều răn lớn nhất. Trong bài ấy chúng ta thấy rằng trong nhân cách con người có mấy phần? Ai nhớ không? Trong nhân cách của con người có 3 phần. Đó là gì? Đúng rồi, bác Huệ đã nói rất đúng. Đó là phần lý trí, tình cảm và ý chí của chúng ta. Và trong điều răn lớn nhất thì Chúa Giêsu đã dùng từ ngữ nào để chỉ về lý trí? Chúa dùng từ nào? Đó là trí. Trí. Đúng rồi. Và từ nào Chúa dùng cho tình cảm? Lòng. Lòng. Đúng rồi. Rồi từ nào Chúa dùng cho ý chí? Đó là sức. Và từ nào Chúa dùng cho toàn thể nhân cách của con người? Linh hồn. Đó là linh hồn. Rất tốt. Chúng ta đã nhớ bài học. Chúng ta chỉ ôn lại thôi. Và đến đây, your host has joined. Phải dâng hết lý trí cho Chúa. Conference recording. Đó là phần đầu tiên, phương pháp lượng giá. Phương pháp lượng giá đang nói đến điều gì? Đang nói đến lý trí. Cho nên chúng ta phải dùng Kinh Thánh để lượng giá mọi sự. Đang nói về lý trí của chúng ta. Và chúng ta cần phải dâng hết lý trí cho Chúa. Vậy hôm nay chúng ta sẽ bước sang phần thứ nhì. Phần thứ nhì này tập trung vào gì? Phần tình cảm của chúng ta. Và chúng ta cũng vậy, phải dâng hết phần tình cảm cho Chúa. Những căng thẳng của cuộc sống hiện đại tác động xấu đến lĩnh vực tình cảm này trong nhân cách chúng ta. Chúng ta thấy rất nhiều việc xảy ra ở trong tiệm nail hay là trong hãng sửa, thậm chí trong hội thánh, có thể làm cho chúng ta tức giận. Cho nên bài học nói rất đúng, những căng thẳng trong cuộc sống tác động đến lĩnh vực tình cảm. Ngày nay hơn bao giờ hết, tín hữu cần sẵn sàng giúp những người gặp căng thẳng về tình cảm, cũng như để đạt được tình trạng tình cảm ổn định trong đời sống của họ. Và đúng như vậy, có những người thì tình cảm của họ trồi sụp, tình cảm của họ bị xáo trộn vì nhiều vấn đề. Và chúng ta là con cái của Chúa, cần phải học phần thứ hai này. Nói về tình cảm, để rồi chúng ta có thể giúp cho những người có nhu cầu. Bây giờ chúng ta ôn lại một chút câu 2. Sau một ngày dài mệt mỏi tranh luận với các lãnh đạo tôn giáo, thì Chúa Giêsu làm gì? Chúa đã trở về thành Bethany. Ngài đã bị thầy thông giáo, người Pharisee và Sadducee chất vấn. Cuối cùng Ngài lên án với lãnh đạo Do Thái giáo. Chúa lên án với lãnh đạo Do Thái giáo về tội gì, chúng ta còn nhớ không? Đó là về tội giả hình. Giả hình, đúng rồi. Và đây là lần cuối mà Chúa Giêsu rời đền thờ như một người tự do. Và sau đó thì trở lại đền thờ thì chúng ta biết rằng Chúa đã bị bắt, phải không? Và giờ đây vào buổi tối thứ ba, khi Ngài rời thành trở về Bethany thì lòng Ngài tan vỡ. Lòng Ngài tan vỡ, lòng Ngài đau đớn. Vì sao vậy? Vì sự cứng lòng của họ. Chúng ta thấy rằng Chúa đã dùng cách này, cách khác. Rồi Chúa dùng mọi cách để khuyên nhủ họ. Những lúc thì Chúa nói rất là mềm mại, khuyên nhủ họ. Những lúc Chúa nói rất cứng rắn, như là trong Ma-thi-ơ đoạn 23, Chúa nói đến sự giả hình của họ. Rồi Chúa làm nhiều dấu kỳ phép lạ để chứng tỏ rằng Chúa thật sự là Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ tin không? Không tin. Họ vẫn cứng lòng. Và Chúa tan vỡ. Và rồi Chúa khóc về thành Jerusalem. Bây giờ chúng ta cùng đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 23. Xin một người đọc lớn tiếng giùm Ma-thi-ơ đoạn 23 từ câu 37 đến câu 39. Sau một ngày dài tranh luận với những thầy thông giáo, những người Pharisee, những người Sadducee, nhưng mà họ vẫn cứng lòng, họ vẫn không tin. Và thậm chí họ còn tìm cách giết Chúa. Thì bây giờ chúng ta cùng xem Chúa phản ứng như thế nào. Ở Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi.
bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ắt trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Dạ, cảm ơn bạn. Phải không? Dạ, đúng rồi. Và phần đầu thì chúng ta thấy rằng khi mà Chúa tranh luận với những thầy thông giáo như người Pha-si thì Chúa dùng phần nào trong nhân cách không ạ? Tình cảm. No, cái phần đầu đó là Chúa dùng gì? Lý trí. Chúa dùng phần lý trí. Lý trí. Lý trí chứ, phải không? Khi mà họ, ví dụ như khi họ đưa cái đồng tiền và họ hỏi Chúa rằng có nên nộp thuế cho Caesar không? Thì Chúa dùng phần nào? Chúa dùng phần lý trí để mà đối đáp với họ. Và chúng ta thấy rằng phần trước đó là Chúa dùng phần lý trí cả. Nhưng mà từ câu 37 đến câu 39 mà bác Huệ vừa đọc, chúng ta thấy rằng Chúa đang dùng cái phần gì đây? Tình cảm. Chúng ta nói đến cái phần tình cảm của Ngài, phải không? Khi Chúa thốt lên rằng hỡi Jerusalem, Jerusalem, hỡi dân của Đức Chúa Trời, tại sao các ngươi lại giết các đấng tiên tri như vậy? Tại sao các ngươi lại ném đá họ trong khi ta sai họ đến để rao giảng cho các ngươi? Ta sai họ đến để cảnh cáo tội lỗi của các ngươi mà tại sao các ngươi lại ném đá họ? Tại sao các ngươi lại giết họ? Và Chúa nói đầy tình yêu thương, Chúa nói rằng biết bao nhiêu lần ta muốn nhóm hợp các con lại giống như là gà mái túc con mình ở dưới cánh. Nhưng mà các ngươi có muốn không? Không. Ngươi không muốn. Rồi Chúa nói rằng nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang. Chúa nói tiên tri rằng sẽ có một ngày mà kẻ nghịch sẽ đến và dày phá thành Giê-ru-sa-lem, dày phá đền thờ. Và toàn bộ từ câu 37 đến câu 39 thì chúng ta thấy rằng nói đến cái gì? Nổi bật nhất là phần tình cảm của Chúa. Rất là rõ ràng. Và rồi chúng ta đi tiếp. Tình cảm được định nghĩa là gì? Chúng ta gặp dưới đó là những cảm xúc sâu xa trong lòng. Quấy động và làm cho chúng ta lúc thì vui mừng, hớn hở. Nhưng mà có những lúc thì chán nản, tuyệt vọng. Hay là những lúc vui mừng cũng do những lúc buồn bã. Và đó là tình cảm. Và tình cảm thì rất khác với lý trí và ý chí. Và những điều nào sau đây là tình cảm? Chúng ta cùng xem trong bài học. Chúng ta xem từ câu A cho đến câu C đó. Thì chúng ta xem thử đâu là tình cảm. Giận. Giận. Sợ. Đúng rồi. Yêu thương. Yêu thương gì nữa? Cảm tội lỗi. Phạm tội. Hạnh phúc. Lo lắng. Lo lắng. Rồi. Những điều đó là thuộc về lãnh vực tình cảm. Không có cảm xúc. Nếu con người chúng ta không có cảm xúc thì điều gì xảy ra? Thì thật sự con người chúng ta cũng giống như cái điện thoại, cái máy vi tính, hay là giống như người máy. Người máy thì rõ ràng là người máy được lập trình sẵn để suy nghĩ, để hành động một cách máy móc. Nhưng mà rõ ràng người máy không biết vui, cũng không biết buồn, rồi không có chiều sâu nhân cách. Đó là điều mà chúng ta nhìn thấy rất rõ. Bài tình ca, một bài tình ca yêu thương và lãng mạn, có thể phát ra từ máy hát đặt trong người máy. Nhưng mà chúng ta biết rõ rằng người máy không hề cảm nhận tình yêu gì cả. Mặc dầu thì miệng phát ra những lời đầy yêu thương, rất lãng mạn, nhưng mà có tình cảm gì không? Không có. Tương tự, người máy có thể được lập trình để phát ra những lời lăng mạ và thô lỗ. Và người máy có thể được lập trình để chửi thề.
được hết. Ngày nay thì con người làm những điều đó được hết. Nhưng mà cái câu hỏi rằng, nhưng mà người mái thì không cảm thấy gì, không cảm thấy thù ghét, bực bội, khó chịu gì cả, mặc dầu miệng chửi thề liên tục. Bởi vì không có tình cảm. Và chúng ta thấy câu 5, tình cảm là món quà quý báu mà Chúa ban. Để rồi chúng ta khác với con vật, chúng ta khác với những vật chất vô tri vô giác, phải không? Tình cảm là một món quà rất quý mà Chúa ban cho con người để cuộc sống thêm hương vị. Dầu có thể nhờ lý trí nắm được những mục đích mà Chúa dành cho chúng ta. Nhờ lý trí chúng ta biết rõ Chúa đặt để chúng ta trên trần gian này để làm gì. Nhưng chính cảm xúc mới làm cho các mục đích này nên sống động và thôi thúc chúng ta vươn đến chúng. Nhờ lý trí chúng ta biết rằng Chúa dựng nên chúng ta để Ngài yêu thương, để Ngài tương giao với chúng ta, để Ngài nói chuyện với chúng ta, để Ngài chăm sóc bồng ẩm chúng ta. Và nhờ lý trí chúng ta biết rằng chúng ta có mặt trên trần gian này để hầu về Chúa, để làm vinh quang danh Chúa và để đưa dẫn những người hư bất trở về với Ngài. Và nhờ tình cảm thì nó nung đúc trong lòng chúng ta, biết rằng Chúa yêu chúng ta và Chúa có chương trình đẹp đẽ cho cuộc đời chúng ta, thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ hết sức mình để sống cho Chúa, hết sức mình để làm vinh quang danh Chúa, hết sức mình để hầu việc Ngài, hết sức mình để đưa dẫn nhiều người hư mất trở về với Chúa. Đó là phần tình cảm. Dĩ nhiên có phần lý trí và cũng có phần tình cảm. Và phần tình cảm giống như ngọn lửa để ung đúc cho cái phần lý trí, sự hiểu biết của chúng ta, làm cho nó sống động. Đó là điều mà bài học nói đến. Và tình cảm có thể khiến ta nên cao quý và nâng ta lên, đem đến niềm vui và hy vọng vinh quang khi chúng ta chiêm ngưỡng vinh hiển của Chúa là đấng chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Ồ, tôi tin rằng ngày chúng ta trở về trời mà nhìn thấy thiên đàng, và đặc biệt là nhìn thấy Chúa Giêsu, thì wow, lúc đó tình cảm sẽ dâng trào lên và miệng chúng ta phải mở ra và thốt lên rằng: ôi Chúa tuyệt đẹp, Chúa kỳ diệu quá, ôi Chúa đầy tình yêu thương. Chắc chắn là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rõ, lý trí hiểu rồi, giống như là người mái có thể được set up cái phần lý trí, có cái suy nghĩ, nhưng mà nó thiếu cái tình cảm. Và con người chúng ta thì khác hẳn, có được cái phần tình cảm, Chúa làm cho cuộc sống nó đẹp đẽ hơn rất nhiều với phần tình cảm. Và giọng nói con người đầy cảm xúc tha thiết thật khác với giọng nói chết lặng của người mái. Đúng như vậy. Có thể set up người mái mỗi sáng nói với anh Thắng: em yêu anh lắm, em nhớ anh lắm. Nhưng mà thật sự đối với anh Thắng có ý nghĩa không? Không ý nghĩa gì cả. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoặc là dầu cho nó nói 1000 lần trong một ngày thì đối với anh Thắng không ý nghĩa gì cả. Không có tình cảm thì con người chúng ta cũng sẽ giống như máy móc mà thôi. Và đến đây thì tôi ngưng lại một chút. Và có người thì họ hỏi rằng: tại sao Chúa không có làm cách nào để rồi mọi người trên thế giới này đều tin nhận Chúa? Để rồi không có ai phải đi vào sự hư mất cả. Chúa có thể làm được điều đó không? Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em rằng Chúa có thể làm cho mọi người tin nhận Chúa không? Được chứ. Chúa có thể lập một cái chương trình là khi nghe đến sứ điệp của Chúa, sứ điệp cứu rỗi của Chúa, thì miệng mở ra nói: vâng, tôi bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời của tôi. Không một cảm xúc gì cả. Chúa lập trình thì con người sẽ nói ra như vậy. Và rồi mỗi sáng thì được lập trình sẵn và nói rằng: con yêu Chúa nhiều lắm, con ao ước được hầu việc này. Và được lập trình sẵn cho nên cũng sẽ đi ra ngoài đường và nói về Chúa Giêsu cho mọi người. Được hết. Chúa có thể làm được điều đó để tất cả mọi người trên thế giới này đều được cứu. Nhưng mà chúng ta thấy một điều rằng Chúa không muốn điều đó. Chúa không muốn dựng chúng ta nên như là một người mái.
vì nó không có ý nghĩa gì với Chúa cả. Cũng giống như chúng ta có một người máy ở trong nhà, là cứ mỗi sáng nói rằng anh yêu em lắm, hay là em yêu anh lắm, em sẽ vâng phục anh trong mọi sự. Và đúng là người máy thì chúng ta có đánh đầu, chúng ta có đập, có chửi bới gì thì vẫn cười thoải mái. Nếu đã lập trình như vậy thì cứ cười và cứ nói những lời yêu thương mà thôi. Và chúng ta thấy có ý nghĩa gì với chúng ta không? Chúng ta có muốn có một người yêu như vậy không? Chúng ta có muốn có một người chồng như vậy không? Chúng ta có muốn có một người vợ như vậy không? Rõ ràng là không ai muốn cả. Và Đức Chúa Trời cũng không muốn như vậy. Đức Chúa Trời không muốn lập trình, biến chúng ta thành những con người máy. Nhưng Ngài ban cho chúng ta lý trí. Ngài ban cho chúng ta tình cảm. Ngài ban cho chúng ta ý chí. Để rồi khi lời của Chúa được rao ra, thì ý, thì tâm trí của chúng ta hiểu được lời của Chúa. Và phần tình cảm đáp ứng. Cảm động bởi tình yêu thương của Chúa. Cảm động vì cớ đấng tạo hóa đã bằng lòng rời thiên đàng đến trần gian này, chịu chết trên cây thập tự vì cớ tội lỗi của chúng ta. Cảm động và đi đến cái quyết định. Đó là con bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời của con. Từ nay, con không làm chủ cuộc đời của con nữa. Nhưng mà kể từ nay, Chúa Giê-xu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Và con tự ý vâng phục Ngài. Đó là một quyết định mà Chúa muốn, Chúa mong đợi. Và đó cũng là câu trả lời cho nhiều người có thắc mắc rằng tại sao Chúa không có làm sao để cho mọi người khi nghe lời Chúa đều đáp ứng hết, đều tiếp nhận Chúa Giê-xu hết, để rồi đều được lên thiên đàng cả, không ai phải vào địa ngục hết. Câu trả lời là không. Đức Chúa Trời dựng nên con người có cái free will, có cái ý chí tự do để khác hoàn toàn với người máy. Và Đức Chúa Trời yêu thương điều đó, trân quý điều đó. Chúng ta ghét, không có thích người máy nói những lời yêu thương với chúng ta. Chúng ta coi là bịp bợm, giả dối. Thì Chúa cũng vậy. Ngài càng không thích lập trình con người chúng ta. Và Ngài muốn mỗi chúng ta là một linh hồn sống động, một thân thể sống động, vì chúng ta được dựng nên giống ai? Giống với hình ảnh của Đức Chúa Trời, giống với Chúa. Cho nên chúng ta có phần tình cảm, có phần ý chí, có phần lý trí của chúng ta, là chúng ta được dựng nên giống với Đức Chúa Trời. Và vì vậy mà mỗi chúng ta có quyết định cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta nghe lời Chúa mà vẫn quyết định từ chối, hoặc chúng ta nghe lời Chúa mà vẫn không làm theo, thì đến ngày phán xét, chúng ta không thể nào có thể biện minh được, không nói gì được. Cho nên qua bài học này, chúng ta ngưng lại ở tại đây. Và chúng ta thấy rằng thật cao đẹp khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có phần lý trí, Chúa ban cho chúng ta phần tình cảm, và Chúa ban cho chúng ta phần ý chí, hết sức là đẹp. Và Chúa ban cho chúng ta hơn nữa có phần linh hồn, và chúng ta được dựng nên giống cái cách, giống với hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúa tự quyết định. Chúa gửi con của Ngài đến trần gian này, đó là Ngài tự quyết định, không ai ép buộc Ngài. Thì Ngài cũng muốn chúng ta tự quyết định yêu thương Ngài, đáp ứng với lời gọi của Ngài như vậy. Và qua học này, xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được những điều mà rất lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người chúng ta. Có thể chúng ta thấy nó, chúng ta không có qua bài học, chúng ta chưa thấy được đó, nhưng qua bài học chúng ta thấy rõ Chúa dựng nên con người chúng ta thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Và chỉ có con người chúng ta có những phần giống như Đức Chúa Trời. Và chúng ta, và Chúa muốn chúng ta dùng những điều đó để hầu vị Chúa, để dâng cả cuộc đời của chúng ta, ý chí, tình cảm của chúng ta cho Ngài, để được Ngài sử dụng. Và bây giờ chúng ta dành thời gian để cầu nguyện. Thank you.
Mời chị Thủy cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, Chúa ơi, chúng con lớn tiếng tạng Chúa buổi tối đầy phước hạnh. Chúa cho chúng con được ngồi lại với nhau và chúng con tôn thờ, ngợi khen Chúa và chúng con được học lời của Chúa qua tội tớ của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa và cảm ơn Chúa nhiều lắm. Ngài, chính Ngài là Đức Chúa Trời, để rồi Ngài xuống thế gian, để rồi Ngài ban cho chúng con tình cảm của Ngài, để rồi Ngài đặt ở trong lòng của mỗi chúng con lý trí, ý chí, tình cảm để chúng con biết kính sợ Chúa, chúng con thờ phượng Ngài. Và chúng con hơn hẳn những con vật, hơn hẳn những người mái, hơn hẳn những cái vật vô tri vô giác ở trên thế gian này. Tại Chúa giờ này, khi con học được cái bài học này, để chúng con thấy rằng Ngài dựng chúng con nên một cách đáng sợ lạ lùng, theo như hình ảnh của Ngài, để chúng con có những lý trí, ý chí, tình cảm, để chúng con nhận xét đâu là thật, đâu là giả và đâu là tình yêu thật của Ngài, để chúng con được thờ phượng tôn kính Ngài. Lạy Chúa giờ này, con nhìn thấy con người của chúng con thật là tội lỗi khi chúng con có đầy đủ những điều đó mà chúng con không nhận ra Ngài, chúng con không thờ phượng Ngài hết sức, hết lòng, hết tình cảm của chúng con, thì chúng con xin Chúa tha thứ. Lạy Chúa giờ này, con biết rất là nhiều người không nhận ra điều đó để rồi thờ phượng Chúa. Xin Chúa tha thứ cho họ và xin Chúa kéo họ về để được làm con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cũng qua bài học này để Chúa dùng chúng con, cái tình cảm của chúng con, để chúng con truyền đạt cái tình cảm của Đức Chúa Trời cho những người xung quanh. Và chúng con kéo họ về với Chúa. Chúng con tạ Ngài với lòng biết ơn Chúa. Và con rất là cảm ơn tôi tới Chúa đã trong một tiếng đồng hồ để rồi dạy các nghĩa cặn kẽ những cái từ ngữ, những cái chữ mà chúng con có đọc chúng con cũng không hiểu được. Chúa, xin Chúa ban ơn trên tôi tới Chúa mỗi ngày một hơn. Con cảm ơn Chúa với lòng biết ơn Ngài và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. 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 Lạy Chúa, con xin Chúa cho bài học hôm nay ở trong lòng của các tín hữu con hiểu rõ về đạo đức theo văn hóa, đạo đức theo hoàn cảnh. Đó là điều mà nhiều người Mỹ ngày hôm nay họ đang tôn sùng. Và họ cho rằng không có cái giá trị gì tuyệt đối cả. Không có một điều gì đúng tuyệt đối cả, không có cái điều gì sai tuyệt đối cả. Nhưng mà tất cả là do hoàn cảnh. Hoàn cảnh quyết định đạo đức. Nhưng mà lại Chúa, Kinh Thánh không nói như vậy. Và xin Chúa cho chúng con đừng để xã hội này ảnh hưởng đến chúng con. Dù chúng con sống giữa xã hội tối tăm, nhưng mà Chúa muốn chúng con trở nên ánh sáng cho họ, để chiếu rọi cho họ, chứ không phải chúng con giống như họ. Không phải chúng con cũng tối tăm giống như họ. Nếu chúng con tối như họ thì đương nhiên chúng con không thể dẫn họ đến với Chúa được, không cách chi được hết. Nhưng mà Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con. Đừng để chúng con nhượng bộ thế giới này, đừng để chúng con hòa đồng với thế giới này. Nhưng chúng con bởi sự sáng của Chúa ở trong chúng con, để chúng con soi rọi vào những nơi tối tăm, để qua đó họ biết được Chúa, biết được chân lý, biết được lẽ thật và bước đi theo Ngài. Con cảm ơn Chúa. Người xin Chúa dùng đời sống của mỗi chúng con sau khi học xong loạt bài này, thì Chúa cho chúng con có thể dùng để dạy lại cho các con, các cháu chúng con, cho những người ở trong những nhóm học Kinh Thánh, để cho họ hiểu rõ được lời của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, Ngài ở cùng với các anh chị em, Ngài ban phước trên họ, Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ họ, Ngài đồng hành với họ, ban ơn càng thêm ơn cho họ khi họ hầu việc Ngài, để đời sống họ ngày càng kết quả hơn cho vương quốc của Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn, nước Cha được tôn, ý Cha được thiên đất được trời. Chúng con Không, một tên, chú không phước cho một tên nhiều.